Tao phải giỏi cái này cơ mà. Cái cây này nó đứng thì nó mới thẳng. Em ngắm nhưng mà ở trên này với ở dưới này là nó đều như thế này là chuẩn rồi đúng không? Nếu nó không đều thì không giống. Không đều cái bệnh mộng kia làm sao mà tính được cái thằng này. Phải giỏi. Thế rồi xà thờ dọn nó thẳng. Lấy cái cây thẳng mới được. Nhưng mà bây giờ cái mỏ kia cắt làm sao mà nó chuẩn. Chuẩn chuẩn công nhận anh nói đúng là làm đi đừng gì nữa. Anh cứ rồi giống nhau cái mỏ kia đó. Mỏ kia là từ trong, từ ngoài và trong nó đều nhau là được đấy. Trên dưới nó đều là lấy hả? Nhưng mà cái kia mình phải cắt nó chuẩn. Không đúng phải nghe, nếu mà sai nhá, gân cổ về những ngón tay nhưng mạnh nhá, bảo đúng như ngón tay. Bành à. Ừ, bành. Đấy cái loại hổ mang bành. Cái dọi này là hết cãi luôn. Dọi một tí đấy thì dọi cái gì. Nó phải lấy ở giữa thân này này. Tao đéo biết cái cây này sao làm nó đứng mà được lắm. Chính xác, lấy cái đấy làm chiều chuẩn đấy. Còn... là ở trên này là em phải giữ chứ đúng không? Ờ, mày phải giữ vào đúng cái điểm cước. À. Người xịt ra xịt vào á. Ở trên dọi cứ đung đưa. Dưới dọi trên cứ lâu lâu là chích ra tí. Rồi, được chưa? Ôi, đúng như thế luôn á. Có ly được có được không? Đây đây. Ly. Ở dưới 5 ly. Ủa 5. Mày nhìn ở vạch cái vạch dưới nào, cái mọc dưới nó có phải đến 5 ly không? Có thước không nhỉ? Đó. À, đưa máy tay đây. Mày cãi lắm. Đưa máy tay đi, cắt đường đâu lại. Đúng mày cầm cái này nữa nha mày. Hả? Mày cầm cái này nữa. Hai đường hai bên. Đo trên đo, à đo trên đo dưới bên này sang à? Cứ lấy bằng cái trên đo dưới bên này sang là đúng. Không, cứ lấy bằng này đi. Như thế là được. Tao lấy điểm ở dưới này rồi. Không phải đo như thế. Lấy bằng cước đi. Mày cứ lấy cái cây kia bằng cước đấy. Bằng mép cước đi. Là vạch xuống là được. Lấy chuẩn rồi đấy, bằng mép cước là chuẩn. Rồi. Ê. Ôi giời. Cắt theo cái đấy mới được. Mới có... Bên kia lại méo hơn, bên này lại đứng. Cái này có phân à, mốt, này, cái này tầm 2 phân. Ngắm mắt tầm 2 phân. Đúng 1 phần rưỡi anh ạ. Hai. Đâu? Ngắm mau lộn đúng chỗ điểm kia. Đây này 1 phần rưỡi cơ mà. Không phải. Cái cây nó bị chéo thì nó sẽ bị thế. Cũng đúng. Cái cây nó chéo đầu về đằng này nó sẽ bị ăn cái mọng đằng bên này nó sẽ ngắn hơn. Đúng rồi kìa mối à. Bây giờ... bây giờ phải cho là mình đó. Lấy vào cái trụ này chúng ta là sau nó sẽ không tồn, vẫn phải lấy vào đầu này thôi chứ bây giờ cho nó ra tường này thì không được, riêng cho ra tường này thì vẫn phải ăn vào trụ kia, sau cái máng tôn nó sẽ không nằm được thế này. Đúng rồi, các bạn ăn vào trụ kia, kiểu gì phải ăn vào trụ, cứ vào trụ đấy phải đấu vào đấy, cứ theo trụ rồi. Bây giờ là hai cái trụ này lúc làm là nó làm không thẳng nhau, không thẳng nhau. Đúng rồi. Bên này to hơn này. Thế mà đó, bảo cứ giống một cười này, không ghét này nó có nể ai đâu mà. Xong vẫn bảo phẳng bét. Ừ. Giống... đưa máy tay đây anh ơi. Còn thôi anh làm thì không ghê lắm thật đi. Cứ dập vào trong lòng nhau, đừng nắm chứ chưa. Được chưa? Được. Cứ dập đi. Có 3 phút hơn 3 phút thôi. Lên dưới đi. Để xong để đo cây kia, cắt cây kia đó. Vâng. Lên đi. Không được. Bây giờ lấy cái dây chạc cổ kia. Ui là anh to ấy. Không phải. Tôi đưa máy đây. Không phải, đứng thì tí nó mới làm được cái ngang này nữa cơ mà. Cái ngang thì nếu... cái ngang phải hàn một mẩu đây sau đây để giữ hai cái kèo lại với nhau. Có phải là bây giờ mày thấy đấy, tí nó đứng ở chỗ này hàn cái gì? Bây giờ anh cắt thì em cắt nhá, xong anh đo một cái cây. Không đo cái cây thì em cắt cái cây em giữ cho anh chống đo hai đầu ở đây thì việc gì phải giữ cây ngang này nữa. Khổ quá, cái cây ngang ít nữa vẫn phải hàn. Để dặn hai cái góc kèo lại với nhau là này. Không sợ nó đẩy đi đẩy lại á? Không phải, nó phải chịu, nó phải kéo lại với nhau cái gì không?
đưa xuống đi. Đấy, em đang chuẩn bị đây. Hôm nay lấy cái dây buộc chân đủ chưa? Rồi.